trên. Cắt được bao nhiêu cắt đúng không ạ? Thằng hai. Ở đây đây. À, làm xấu không nào? Làm xấu xem. Ôi trời ơi. Làm xấu xem nào. Buồn ngủ đấy. Đây này. Nghỉ giữa hiệp quá. Người gấu gì mà nhỏ thế? Đây đây một bé ở yêu. À, hay là ngứa không nhỉ bố nhỉ? Ngứa đấy. Đăng Khang thì lớn rồi, biết nghe lời ông thì nói sao thì Đăng Khang cũng ngồi im để cho ông cắt. Cắt tóc cho Đăng Anh thì là rất là khó, vì là cái khi mà mình đưa cái lược vào á, mà lúc mà Đăng Anh mà thức á, thì không thể cắt được, tại vì bé cứ ngoảnh đi ngoảnh lại là không thể cắt được. Thì còn phải lúc nào ngủ thì yên tĩnh thì lúc bây giờ mình mới có thể cắt được. Mà mỗi lần ngủ như thế thì bé vừa mới ngủ thì phải nhanh nhanh chóng chóng và phải bế ôm ngay ra để mình cắt ngay. Đông rồi.